Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 714 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. thưa quý vị hôm qua chủ nhật đây là một tin lớn thực ra trong vài tuần lễ vừa qua chúng tôi đã gửi đến quý vị những cái tin tức liên quan tới cái khu vực Yemen Biển đỏ khi phiến quân Houthi Iran hỗ trợ đó liên tục tấn công vào các tàu chở hàng rồi kể cả tàu chiến Mỹ Hoa Kỳ đã tấn công nhắm vào quân Houthi của Yemen giờ đây đó lại là một lực lượng chưa biết được nhưng mà chắc chắn là lực lượng kháng chiến hoặc là chiến binh hồi giáo đóng căn cứ ở tại Jordan hoặc là ở Syria. Thậm chí vụ tấn công hôm chủ nhật cho đến giờ phút này đó quân đội Hoa Kỳ chưa cho biết được họ biết ai là kẻ tấn công nhắm vào căn cứ mang tên là Tower 22. Tháp 22 quân đội hoa kỳ đặt cái tên này là Tower 22 để cho biết đó là họ nằm trong khu vực của Jordan cho nên giữa hoa kỳ và Jordan có mối quan hệ ngoại giao và kể cả an ninh nữa à, có quân đội hoa kỳ đặt ở Jordan nằm ở phía cực bắc của Jordan giáp biên giới với Syria mục tiêu căn cứ Tower 22 này của hoa kỳ từ trước tới giờ từ cả chục năm nay nhằm mục tiêu để tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan, và nhất là ISIS. Bởi vì máy bay ra vào khu vực này rồi kể cả binh sĩ Hoa Kỳ cũng đồn trú ở đây nữa. Thế nhưng vào hôm tối khuya trong lúc binh sĩ Hoa Kỳ đang ngủ ở trong Barack thì máy bay không người lái mà họ tin là do Iran hậu thuẫn đã tấn công và gây thiệt mạng ba binh sĩ Hoa Kỳ, ít nhất là ba mươi hoặc là đến ba mươi bốn binh sĩ khác bị thương và có tám người tâm trong tình trạng nguy kịch. À, tin tức ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, tình trạng đã được ổn định. Thế nhưng cái khu vực đầy giờ đây đã, đã trở lại biến động và vì thế trong thời gian qua, cơ quan tình báo Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ cũng đã đưa ra khuyến cáo kể từ khi Hamas tấn công do Thái do thái tấn công hamas hoa kỳ hỗ trợ mạnh mẽ cho do thái mà không hề có những um, nỗ lực nào để kiềm chế cả kiềm chế ở đây có nghĩa là kiềm chế thủ tướng netanyahu đừng đánh vào giải gaza nữa mà đi đến việc ngừng bắn không giải quyết được điều đó cho nên cơ quan tình báo hoa kỳ quân đội hoa kỳ đã khuyến cáo các cuộc tấn công nhắm vào quyền lợi của nước mỹ trong đó Hàng hải, đường hàng hải, rồi tàu chở dầu, kể cả binh sĩ Hoa Kỳ. Và quả nhiên ngày hôm qua đã bị tấn công. Giờ đây thì ngay lập tức thì ông Biden, tổng thống Biden hay tin này tuyên bố sẽ trả đũa. Cho đến giờ phút này thì chưa biết được sẽ trả đũa như thế nào. Bởi vì ông vẫn phải chờ báo cáo chính thức của quân đội Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ để tìm hiểu thực sự ai là kẻ tấn công bằng máy bay không người lái. Họ biết chắc chắn là phía Iran đứng đằng sau nhưng mà cũng không thể nào um, cho đến khi nào họ có bằng chứng cụ thể. Nhưng mà đánh Iran lúc này có lợi hay không? Người ta nói rằng không nên không đánh Iran lúc này được. Mà nếu trả đũa đó thì chỉ nhắm vào các phiến quân trong đó đó bên phía Syria và họ nói có một vài cái căn cứ của các phiến quân trước đây đó thì bọn chúng đã chạy hết rồi. Sau khi xảy ra cái vụ này thì bọn chúng biết thế nào Hoa Kỳ cũng nhắm tấn công cho nên bọn chúng chạy hết. Điều đó không có nghĩa là bọn này là chủ mưu. Không biết được cho nên có đến khi mà ông Biden nhận được tin tức tình báo cụ thể, ông mới ra lệnh để tấn công. Nhưng mà nhưng mà tấn công như vậy đó thực sự có làm suy yếu các vụ tấn công vào quân đội Hoa Kỳ đồn trú ở trung đông hay không. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bài phân tích vào phần tin tức nổi bật chiều này. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, báo chí họ đang điều tra và đặt câu hỏi về một cái trường hợp đó là có một người phụ nữ bà này đã từng làm việc cho US Army thế nhưng bây giờ đang bị bộ tư pháp điều tra cái tội là À, lừa đảo một số tiền lên đến hơn 100 triệu từ cái cái ngân sách của US Army thế nhưng à, bà ta bây giờ đã đến tuổi về hưu vẫn nhận được cái uh, giống như là full benefits của những người mà từng phục vụ ở trong quân đội thì báo chí họ nói là cái 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 vấn đề này nó nó hơi bị khó hiểu. Thì đây là Janet mươi 57 tuổi thưa quý vị. Theo như hồ sơ từ phía Bộ Tư pháp cho biết là uh, suốt mấy chục năm nay bà ta giữ cái chức là manager quản lý một cái chương trình tài chính dân sự cho uh, căn cứ uh, của quân đội ở tại uh, San Antonio và First Sam Houston, Texas thì bắt đầu từ năm cuối năm 2015, thưa quý vị, bà ta bắt đầu biết là quân đội họ có một cái chương trình gọi là 4H, giống như những cái tổ chức mà vô vụ lợi mà cung cấp những bữa ăn hay là những cái dịch vụ miễn phí gì cho người nhà thân nhân của binh sĩ đó. Nhưng mà cái công ty này, cái tổ chức này có thể giống như là là nhận được contract từ phía quân đội và quân đội trả tiền, họ cung cấp bữa ăn và dịch vụ thì miễn phí cho người thân của binh sĩ. Thế là bà ta lập ra một cái công ty tên là Child Health and Young Lifelong development và bắt đầu từ đó đó bà ta cứ làm giả giấy tờ rồi nói chung là không có cung cấp gì hết nộp vào nhưng mà bởi vì bà ta lại là manager của cái chương trình approve cái, những cái chuyện này thế cho nên là bà ta duyệt qua hết tất cả những cái chuyện này và bà ta cứ bill về cho phía quân đội mỗi một tháng bà ta nói là cung cấp mấy ngàn hay là mấy chục ngàn cái bữa ăn rồi giống như là à, chi trả cho dịch vụ y tế, bác sĩ vân vân cho con cái của binh sĩ kéo dài suốt từ 2016 cho đến bây giờ không một ai phát hiện và bà ta đã lấy tổng cộng hơn 100 triệu thôi quý vị. À, chỉ đến khi vào năm ngoái đó bà ta khai thuế thì chính cơ quan IRS À, mới thấy lạ là giống như là bởi vì bà ta khai nó làm sao đó nó lại dính dáng uh, vào cái personal uh, tax income của bà ta với cái công ty mà bà ta lập ra uh, ăn gian uh, quân đội đó và IRS thấy là giống như những cái con số nó không có đúng cho nên là họ đã red flag cái account này và họ chuyển qua cho phía quân đội thì sau đó họ mới điều tra thì cuối cùng mọi chuyện mới lòi ra là bà ta lập ra công ty uh, có đấu thầu nhưng mà thật sự ra là không có cung cấp một cái bữa ăn gì hết tự bà ta đưa uh, submit contract vào bà ta approve hết luôn. Uh, yeah, cho nên và bây giờ đó thì uh, nhưng mà phía quân đội họ uh, bây giờ họ cũng nhận là họ không thể nào mà giống như là hủy bỏ cái 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 tiền lương hưu của bà ta được bởi vì một cái đạo luật từ liên bang đó là một người từng phục vụ ở trong quân đội chỉ bị uh, giống như là tước đi benefit nếu như mà phạm tội à phản quốc ừ. hoặc là nổi loạn mà thôi chứ còn tất cả những tội khác giống như là không liên quan lừa ví dụ đảo. lừa đảo thì ở tù ở tù xong ra rồi vẫn được nhận cái benefit của quân đội cho nên bây giờ cái chuyện của bà ta nó nằm ở trong cái trường hợp như thế này thì bây giờ phía bộ tư pháp cho biết là cái vụ án của bà này vẫn ra tòa ừ. nếu như mà bị kết tội tại lừa đảo một con số tiền quá lớn ừ. và trong nhiều năm phạm nhiều tội thì mức án mà À, cao nhất bà ta có thể nhận là 142 năm à, thì bây ừ. giờ nếu mà ở tù vài chục năm đi ra vẫn được nhận benefit từ phía quân đội tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo